Ok, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Top Kiến Thức. Và trong video này, tôi sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu và trả lời những cái câu hỏi thường được hỏi nhất với những người làm quảng cáo, những người chạy ad nói chung và chạy Facebook ad nói riêng khi mà chúng ta lên cam, lên chiến dịch hay là test các cái nội dung khác nhau để mà bán hàng hoặc là chạy cho các công ty á. Thì thông thường là chúng ta sẽ ngồi nói chuyện với nhau bằng cách là quay video trực tiếp cái mặt người nói chuyện đúng không? Tuy nhiên thì do một số cái điều kiện cho nên là tôi không làm điều đó và chúng ta sẽ chia sẻ với nhau qua slide và trong mỗi một chủ đề thì chúng ta sẽ chia sẻ với nhau để chúng ta nói chuyện một cách cụ thể hơn và khi nào mà điều kiện cho phép thì tôi sẽ xuất hiện trên kênh YouTube này. Được chưa nào? Rồi, thì những cái câu hỏi thường gặp nhất mà chúng ta hay gặp ở trong Facebook Ads là gì? Cái câu hỏi đầu tiên. Cái câu hỏi đầu tiên là gì ạ? Câu hỏi số 1 là câu hỏi liên quan đến việc có nên test nhiều nhóm hay không. Đây là cái câu hỏi mà được hỏi cực kỳ nhiều các bạn ạ. Bởi vì sao ạ? Khi mà chúng ta mới chạy quảng cáo thì rất nhiều người nói rằng là chúng ta nên chạy ít nhóm quảng cáo thôi. Tức là chạy chỉ khoảng 1 hoặc 2 nhóm quảng cáo và hạn chế cái việc target. Đúng không? Hạn chế target. Tại sao lại có cái chuyện là ít nhóm? Thường nhé, thường một là ít nhóm này, ít nhóm thôi đúng không? Cái thứ hai người ta sẽ khuyên là không nên target nhiều, đúng không? Cái thứ ba là ngân sách nhỏ. Đó, đây là ba cái mà thường được khuyên nhất cho những cái người mới chạy quảng cáo. Vậy thì tôi sẽ giải thích cho các bạn xem từng cái trường hợp một nó là như thế nào và tại sao chúng ta lại làm như vậy. Cái thứ nhất là ít nhóm quảng cáo. Thì để rất nhiều thầy hướng dẫn các bạn là các bạn chỉ nên tạo 1 hoặc 2 nhóm quảng cáo thôi. Cái việc này á, nguyên nhân là do hai cái. Cái thứ nhất là các bạn thiếu kinh nghiệm, cho nên là các bạn sẽ không có kỹ năng để phân tích các cái nhóm quảng cáo của mình xem là nó có hiệu quả hay không. Và để cho an toàn thì các thầy sẽ khuyên các bạn là nên chạy 1 nhóm, 2 nhóm với một cái ngân sách cụ thể nào đó. Thì cái việc hiệu quả hay không thì kệ các bạn, vì các bạn cũng không có kỹ năng để phân tích nó, thế nên là chúng ta chạy ít nhóm. Cái vấn đề thứ hai mà các thầy yêu cầu các bạn chạy ít nhóm bởi vì ngân sách quảng cáo của các bạn là nhỏ. Lát nữa tôi sẽ nói về thế nào là ngân sách nhỏ sau. Nhưng mà do là cái ngân sách của các bạn nhỏ cho nên là các bạn không thể nào mà tạo thành nhiều nhóm quảng cáo được. Cho nên là nhiều thầy, nhiều ông bảo các bạn rằng là chạy nên ít nhóm quảng cáo thôi. Vậy thì khi nào mà chúng ta nên chạy ít nhóm và khi nào thì chúng ta chạy nhiều nhóm? Chạy ít nhóm là trường hợp là các bạn không có kỹ năng để phân tích các cái nhóm quảng cáo của mình, tức là không phân tích được hiệu quả, cũng không biết thế nào là đúng, thế nào là sai, thì các bạn nên chạy ít nhóm thôi. Cái thứ hai đấy là ngân sách của chúng ta nhỏ quá thì chúng ta nên chạy ít nhóm thôi. Vấn đề về target cũng vậy. Khi mà các bạn target nhiều mà các bạn không có kỹ năng target thì thường là chúng ta bị lệch cái đối tượng mà chúng ta muốn hướng tới ở trong Facebook của chúng ta. Và để target có hiệu quả thì chúng ta phải test nhiều nhóm thì chúng ta mới biết được. Tôi lấy ví dụ như bây giờ tôi chạy một cái sản phẩm dành cho trẻ em đi, trẻ em từ 3 tuổi đến 6 tuổi đi, thì chúng ta có thể target đến bà mẹ bỉm sữa này, target cho những hộ gia đình có con từ 1 tháng cho đến 6 tuổi chẳng hạn. Thì để chúng ta xem là cái đối tượng nào hiệu quả thì chúng ta phải test nhiều nhóm đúng không? Nhưng mà trong khi chúng ta có quá ít tiền, chúng ta có quá ít kinh nghiệm để chúng ta phân tích xem cái nào hiệu quả hay không. Thì lát nữa tôi sẽ nói là thế nào là một cái hiệu quả thì tôi sẽ nói sau. Nhưng mà chúng ta cứ hiểu là chúng ta không phân tích được những cái dữ liệu như vậy. Thì dẫn đến cái việc là chúng ta không nên target gì cả mà chúng ta để cho Facebook nó tự động tìm kiếm khách hàng, tự động phân phối cái quảng cáo của chúng ta đến với cái khách hàng tiềm năng. Nên là chúng ta cứ để như vậy thôi, chúng ta đừng target nhiều quá. Đó là cái mà các thầy hay nói. Được chưa? Còn khi mà các bạn đã có kỹ năng đủ tốt rồi thì cái việc target nó sẽ tốt hơn. Và các bạn mới thì các bạn chỉ nên target vào những cái mà nó liên quan đến tuổi này, giới tính, ngôn ngữ và địa lý thôi. Đó là ba cái mà các bạn nên target, còn đừng có nên target quá sâu vào đối tượng. Đó là lời khuyên của các thầy. Và tôi cũng khuyên các bạn như vậy, đó là những bạn mới thôi nha. Cái thứ hai là không test nhiều nhóm bởi vì ngân sách của các bạn nhỏ. Thì thế nào là một ngân sách nhỏ? Một ngân sách nhỏ là một ngân sách khi mà các bạn tiến hành chạy quảng cáo, nó không đủ dữ liệu để cho các bạn phân tích được quảng cáo đó hiệu quả hay không.
Thì cái việc mà không đủ dữ liệu để chúng ta phân tích ấy, nó chia làm hai loại. Cái loại thứ nhất là không tạo ra những cái hiệu quả đầu tiên để chúng ta có thể nhìn thấy kết quả. Cái loại thứ hai là dữ liệu chưa đủ lớn để đưa ra kết luận. Với cái loại thứ nhất ấy, là như nào? Tôi lấy ví dụ như này, bây giờ các bạn xét một cái chiến dịch quảng cáo với chi phí là 50.000 trên một tin nhắn đi. 50.000 một tin nhắn nhé. Đây. Tôi lấy ví dụ cho các bạn dễ hình dung luôn để chúng ta đưa ra một con số nhé. Xong cái này rồi đúng không? 50k trên tin. Đó. Và ngân sách 50k trên ngày. Các bạn xét quảng cáo của chúng ta một nhóm là 50k trên ngày và các bạn xét 10 nhóm, 5 nhóm thôi. 5 nhóm đúng không? Chúng ta có nhân 5 nhóm như thế này và chỉ 50k trên một ngày thôi. Tổng là bằng bao nhiêu ạ? 5525 là 250.000 đúng không? Tổng là 250k. Đúng ạ. Và chúng ta chia làm 5 nhóm. Nhưng khi mà chúng ta xét 5 nhóm quảng cáo như thế này thì mỗi một nhóm chúng ta, tôi lấy ví dụ như chẳng hạn các bạn mất 35k trên một tin nhắn đi. Thì điều này các bạn thấy điều gì ạ? Cái thứ nhất là 50k của các bạn chưa được tới 2 tin. Có nhiều nhóm của chúng ta là còn 50k còn không được một tin nào. Thì tôi muốn hỏi các bạn rằng là các bạn rút ra được cái gì sau khi mà các bạn nhận 5 nhóm quảng cáo này với cái lượng tin nhắn đắt như này, với một cái chi phí đắt như này. Vậy thì 50k chưa được 2 tin. Tổng nếu như các bạn như này thì các bạn sẽ không có dữ liệu để nhận xét đúng không? Chẳng hạn như các bạn bây giờ mỗi một nhóm của các bạn có một tin nhắn đi. Bây giờ có 3 nhóm nhé. Có 3 nhóm được một tin trên nhóm và một nhóm được 2 tin trên nhóm và một nhóm không được tin nào. Thì các bạn thấy điều gì ạ? Các bạn đưa ra nhận xét đi cho tôi xem là trong 5 nhóm này thì cái nhóm nào là cái nhóm tạo ra hiệu quả nhất? Không lẽ chúng ta lại nói là cái nhóm có 2 tin nhắn trên một nhóm trên một ngày này là hiệu quả đúng không? Tại vì dữ liệu của chúng ta nó quá ít mà. Chắc gì cái nhóm không được tin nhắn này nào trên ngày này đã là tin nhắn, đã là cái nhóm không tốt. Cho nên là gì? Khi mà chúng ta có một cái ngân sách rất rất bé thì chúng ta không nên nhân nhóm quá nhiều mà chúng ta chỉ nên tập trung vào một hoặc hai nhóm thôi. Đó là lời khuyên của rất nhiều thầy đã hướng dẫn cho các bạn rồi, thì các bạn phải cực kỳ nhớ cái này. Được chưa? Chúng ta nếu như chúng ta có ngân sách nhỏ ấy, thì chúng ta không nên làm cái này. Còn ngân sách mà lớn thì chúng ta hãy tiến hành cái việc nhân nhóm. Rồi, cái vấn đề thứ hai là chúng ta dữ liệu chưa đủ lớn để chúng ta phân tích. Chưa đủ lớn là như thế nào? Tôi lấy ví dụ như này. Bây giờ chúng ta có 10 nhóm quảng cáo. Mỗi nhóm quảng cáo của chúng ta có... đây, lấy ví dụ. Tôi lấy ví dụ 2 nhóm thôi nhé, để cho các bạn dễ hình dung. Bây giờ chúng ta có 2 nhóm này. Đúng không? Một nhóm, mỗi một nhóm là chạy 250k đi. Đúng không? Mỗi một nhóm thì chúng ta chạy 250k trên ngày. Và trong đó thì ở đây là tôi đang ví dụ ở chục nhóm nhé, nhưng mà tôi chỉ lấy demo 2 nhóm thôi, các bạn dễ hình dung thôi. Thì có một nhóm được 5 tin là được 9 tin và một nhóm 7 tin. Đó, ví dụ như này. Và chúng ta có chục nhóm chạy 250k một ngày như này, và cái nào nó cũng cứ 9 tin, 8 tin như này, thì chúng ta sẽ chả đưa ra được một cái kết luận nào cả. Bởi vì cái số lượng giữa cái tin nhắn trên hiệu quả của chúng ta là nó không nhiều, là không nhiều. Cho nên là chúng ta không đưa ra được kết luận. Thì chúng ta lúc này chúng ta sẽ nghĩ rằng là nó gần giống nhau thì tất cả các nhóm đều hiệu quả đúng không? Thì chúng ta không cần phải tắt cái nhóm nào đi cả. Nhưng đó là một cái quan niệm vô cùng sai lầm của các bạn. Bởi vì cái việc mà chúng ta chạy quảng cáo ấy, nó phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Ví dụ như là chất lượng của khách hàng này, ví dụ như là cái giá trị đơn mang lại này, ví dụ như là doanh thu này, thì đó mới là những yếu tố quan trọng. Và chúng ta phải biết được là chúng ta phải đủ kỹ năng, đủ kiến thức để chúng ta phân biệt được là cái 9 tin là tốt hơn hay là 7 tin là tốt hơn. Phần sau tôi sẽ nói về cái vấn đề bao nhiêu tiền một tin nhắn là ok cho các bạn, để các bạn có thể dễ hình dung hơn. Được chưa? Nhưng mà các bạn hình dung rằng là nếu như mà các bạn
có nhiều nhóm quảng cáo và chúng ta không đủ dữ liệu, hay là dữ liệu của chúng ta chưa đủ lớn để chúng ta có thể phân tích được là cái hiệu quả quảng cáo đó của nhóm đó tốt hay không, thì tốt nhất là chúng ta nên dùng ít nhóm quảng cáo thôi. Nhớ là ít nhóm quảng cáo thôi. Đó, để hiệu quả. Cái phần tiếp theo này là gì ạ? Bao nhiêu tiền một tin nhắn là tốt? Ở đây tôi nói là bao nhiêu tiền một tin nhắn nhé. Thì các bạn cứ hình dung là tin nhắn, hay là chuyển đổi, hay số điện thoại, hay là lượt trên 1.000 lần hiển thị, hay cái gì đó thì nó cũng tương tự nhau thôi. Ở đây tôi đem demo cho các bạn về mặt tin nhắn thôi, để chúng ta có thể dễ hình dung. Thì các bạn hình dung là khi mà chúng ta chạy quảng cáo ấy, các bạn phải đặt ngay một cái câu hỏi là gì ạ? Nghĩ ạ, cho các bạn 3 giây để chúng ta nghĩ. Khi chúng ta chạy quảng cáo thì chúng ta hướng đến cái gì? Đúng không? Thì các bạn phải đặt ngay một câu hỏi là như thế nào là tốt? Như thế nào là tốt và như thế nào là hiệu quả? Có phải chăng là chúng ta cứ có nhiều tin nhắn là chúng ta có một chiến dịch quảng cáo hiệu quả? Hay là chúng ta có nhiều khách hàng là chúng ta có một tin nhắn hiệu quả? Thì các bạn phải đặt câu hỏi như thế nào là tốt và như thế nào là hiệu quả, và cái gì để đánh giá cái việc đó là hiệu quả. Thì mỗi một người nó sẽ có những kỹ năng riêng. Ví dụ như các bạn sẽ chọn rằng là chẳng hạn như là gì ạ? Nhiều tin nhắn là hiệu quả. Có người sẽ nói là nhiều số là hiệu quả. Có người nói là tiếp cận được nhiều. Đúng không? Thì dựa trên các cái mà chúng ta gạch ra như này, để chúng ta biết được là thực sự khi mà chúng ta chạy một chiến dịch quảng cáo, cái gì mới là cái mà chúng ta muốn hướng tới. Và khi mà chúng ta biết được những cái câu hỏi như thế này rồi, thì ngay lập tức cái từ bao nhiêu tiền trên một tin nhắn là tốt, là hiệu quả, lúc này nó là vô nghĩa. Bởi vì ấy, xét cho đến cùng thì mọi hoạt động kinh doanh của chúng ta, mọi hoạt động kinh doanh nhá, tôi không nói là quảng cáo, mọi hoạt động kinh doanh đều hướng đến gì ạ? Đều hướng tới doanh số. Và người làm marketing thì gì? Tôi nói là marketing chung nhé, chứ không phải riêng gì app. Người làm marketing mục tiêu, có mục tiêu là gì ạ? Tối ưu hóa chi phí. Đúng không? Đúng không ạ? Các bạn nhớ kỹ cho tôi này. Người làm marketing hay là làm chạy quảng cáo ấy, thì đều có một cái mục tiêu là tối ưu hóa chi phí. Vậy thì cái việc mà chúng ta chạy một cái chiến dịch quảng cáo của chúng ta, chúng ta lấy cái gì để chúng ta đánh giá tốt ạ? Tất nhiên là cái chi phí của chúng ta, chi phí marketing của chúng ta dựa trên cái doanh số mà mang về là bao nhiêu. Vậy thì cái mà các bạn cần xác định là gì ạ? Cần xác định phần trăm chi phí trên doanh thu. Đây mới là điều quan trọng nhất. Đây mới là mục tiêu mà chúng ta cần hướng tới này. Đang nói ở phần kinh doanh nhé. Còn nếu như các bạn nào mà chạy về tiếp cận thương hiệu hay là cái gì đó thì chúng ta sẽ có chỉ tiêu riêng, như đang nói về hoạt động kinh doanh. Thì các bạn cần phải xác định một cách chính xác là phần trăm chi phí của hoạt động chạy quảng cáo của chúng ta trên doanh thu là bao nhiêu. Sau đó thì chúng ta mới phân bổ sang phần tin nhắn, tức là chúng ta suy ngược, được chưa nhá. Ở đây thì tôi lấy ví dụ như này. Đầu tiên này, cái quy trình là phần trăm chi phí này sẽ tính ra được cái gì ạ? Chi phí, đúng không? Ví dụ như chúng ta có 100 triệu mà chúng ta có phần trăm chi phí đạt được mà công ty chấp nhận được là 20%, thì chúng ta sẽ có 20 triệu tiền quảng cáo, đúng không? Thì chúng ta sẽ tính ra chi phí này. Tính ra chi phí thì chúng ta sẽ suy ra được cái gì ạ? Chúng ta sẽ suy ra được là số khách hàng. Thực ra ấy, là từ phần doanh thu ấy, chúng ta sẽ có hai luồng. Ở đây thì không vẽ được luồng, phải sử dụng cái phần mềm diagram thì chúng ta mới
mới tính được. Nhưng mà ấy, chúng ta có được doanh số này, chúng ta sẽ tính được là số khách hàng đúng không? Số khách hàng thì chúng ta sẽ tính được cái gì ạ? Ở đây không phải là mũi tên đi theo đúng hướng như này đâu nhé. Mà các bạn hình dung là chúng ta có được phần trăm chi phí thì tính được chi phí. Đây là luồng thứ nhất, tôi sẽ chia làm hai luồng để cho các bạn dễ hình dung. Đây là luồng, hai luồng đi, hai luồng độc lập. Ở bên dưới này thì chúng ta có doanh số, đúng không? Sẽ tính được gì ạ? Số khách hàng, đúng không? Từ số khách hàng thì chúng ta sẽ tính được là số điện thoại, điện thoại hay là thông tin liên hệ, số điện thoại cần, đúng không? Và ở trên này này, khi mà chúng ta cần số được số điện thoại rồi thì chúng ta dựa trên cái phần trăm chi phí của chúng ta, cái phần trăm chuyển đổi từ tin nhắn sang số điện thoại của chúng ta là bao nhiêu đó, thì chúng ta sẽ tính được là bao nhiêu tin. Tin ở đây là đại diện cho khách hàng mới nhé, chứ chúng ta không phải là tin nhắn đâu, bởi vì khi mà chúng ta chạy quảng cáo thì ngoài tin nhắn chúng ta còn có bình luận nữa, và chúng ta còn nhiều cái khác nữa, chúng ta có landing page, chúng ta có rất rất nhiều thứ. Nhưng mà tôi cứ xem như tin là một cái mà khách hàng chạm vào, chúng ta lấy được thông tin của họ ở giai đoạn ban đầu đi. Đó, thì bao nhiêu tin đúng không? Thì khi mà chúng ta có được tin này này, biết được cần bao nhiêu tin để ra được bằng doanh số này, biết được bao nhiêu tin để ra được doanh số này, thì chúng ta sẽ tính được gì ạ? Bao nhiêu tiền trên một tin? Các bạn hiểu vấn đề không? Chúng ta dựa trên doanh số thì chúng ta sẽ biết được là chúng ta cần bao nhiêu số điện thoại và cần bao nhiêu khách hàng tương tác với chúng ta. Và khi mà chúng ta có doanh số dựa trên cái chỉ tiêu về mặt chi phí này, phần trăm chi phí này, chúng ta sẽ tính được chi phí. Và chúng ta lấy cái chi phí này chúng ta chia cho cái số tin mà cần đạt được này, thì chúng ta sẽ ra được là cái phần câu hỏi là bao nhiêu tiền ở đây. Được không? Vậy thì mỗi một ngành nghề khác nhau, mỗi một ngành nghề khác nhau sẽ có một chi phí về kết quả khác nhau, kết quả nói chung. Nhớ câu này, mỗi một ngành nghề sẽ có một chi phí trên kết quả là khác nhau. Vì vậy, chúng ta không nên sử dụng cái kết quả của một ai đó chạy quảng cáo ở một lĩnh vực khác để so sánh với cái sản phẩm và dịch vụ của chúng ta. Chẳng hạn như bây giờ các bạn chạy quảng cáo cho thực phẩm chức năng đi, thì chi phí của nó không thể nào mà đạt được cái con số là 5.000, 6.000 một tin nhắn được. Nhưng mà khi mà các bạn chạy về quần áo thời trang chẳng hạn, giá rẻ đi, thời trang giá rẻ dưới 100.000 đi, thì tin nhắn của các bạn không thể nào mà cứ 30-40.000 một tin được, bởi vì cái tiền bán quần áo của chúng ta nó chỉ được có 100.000 một cái thôi. Như vậy thì lỗ chết, được chưa? Vậy thì cái việc mà bao nhiêu tiền một tin này, nó phải tính dựa trên cái phần trăm chi phí và cái doanh số mà chúng ta mong muốn đạt được. Đó là hai cái câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là nên test nhiều nhóm không, và cái thứ hai là bao nhiêu tiền một tin. Đó là hai cái câu hỏi cơ bản nhất mà khi mà chúng ta làm marketing, chúng ta làm app, chúng ta phải trả lời được. Cái câu hỏi thứ ba này, câu hỏi thứ ba là câu hỏi cuối nhé, thì chúng ta kết thúc cái video này, vì nếu như chúng ta nói dài quá thì nó cũng không hay ho lắm. Rồi, câu hỏi thứ ba là cái câu hỏi liên quan đến ba chấm này. Cần bao nhiêu page, bao nhiêu tài khoản quảng cáo, bao nhiêu via trên nick nhé, nick hay via cũng được, thì tùy, có người dùng via, có người dùng nick. Thì trong cái vấn đề thứ ba này, chúng ta sẽ có ba câu hỏi ấy. Là khi mà chúng ta chạy một sản phẩm hoặc nhiều sản phẩm thì chúng ta có nên chạy trên một page hay không, và chúng ta cần bao nhiêu page để chạy một sản phẩm. Thì câu trả lời nhanh nhất và ngắn gọn nhất của tôi là tùy. Tại sao lại tùy? Bởi vì là gì ạ? Chúng ta chạy bao nhiêu page, chúng ta có bao nhiêu page, hay là chúng ta chạy bao nhiêu page, dùng bao nhiêu page để chạy quảng cáo, nó phụ thuộc vào cái thứ nhất là về mặt, phụ thuộc vào cái gì ạ? Phụ thuộc vào nhân sự. Chúng ta có bao nhiêu nhân sự đó? Ai là cái người hỗ trợ cho chúng ta tạo ra những cái page này? Ai là người phát triển nội dung trên những cái page này? Nếu như chúng ta có nhiều người hỗ trợ, chúng ta có nhiều nhóm marketing, nhiều nhóm chạy quảng cáo, thì cái việc mà chúng ta tạo ra hàng chục, hàng trăm cái page nó là chuyện bình thường.
Nhưng nếu như các bạn chỉ có một người thôi thì đây là một câu chuyện chúng ta phải suy nghĩ lại, kể cả khi chúng ta muốn chúng ta cũng không làm được. Thế nên là cái yếu tố đầu tiên là nó phụ thuộc vào nhân sự. Cái thứ hai là nó phụ thuộc vào gì ạ? Phụ thuộc vào độ khó của ngành. Tại sao lại phụ thuộc vào độ khó của ngành? Ví dụ như tôi chạy một cái sản phẩm liên quan đến đồ gỗ đi, thì tôi chỉ cần đến 2 page thôi, bởi vì cái page của tôi không bao giờ gặp sự cố cả và nó chạy rất ok. Thì tại sao tôi phải tạo nhiều page, đúng không? Nhưng bây giờ các bạn chạy thực phẩm chức năng đi, thì lúc này câu chuyện là gì ạ? Một tuần các bạn có thể chết đến chục cái page, nó là chuyện bình thường. Vậy thì không thể nào mà các bạn cứ đợi đến khi chết page thì các bạn mới làm page mới được, mà các bạn phải luôn luôn có những cái page dự phòng để làm gì? Để khi mà một cái page xảy ra sự cố, tôi chưa nói đến cái việc là chúng ta có kháng về được hay không nhá, nhưng mà một cái page xảy ra sự cố thì ngay lập tức phải có một cái khác thế vào. Mặc dù tôi không nói rằng là các bạn phải sử dụng page cổ hay là page mới, nhưng mà để chạy quảng cáo được thì cái page của chúng ta nó phải có nội dung chứ, đúng không ạ? Để khách hàng của chúng ta vào, khách hàng nó thấy được là ồ ok, cái page này cũng có thể chấp nhận được, thì rõ ràng là chúng ta phải chăm trước nó. Không thể nào mà đội tư vấn hay là phòng kinh doanh có thể ngồi chờ chúng ta ngày này qua ngày khác, tháng ngày qua tháng khác để chúng ta nuôi một cái page mới được. Chúng ta phải chuẩn bị. Thì nó tùy thuộc vào cái ngành của chúng ta, tùy thuộc vào cái độ khó của cái ngành đó. Nó chết nhiều thì chúng ta phải làm nhiều thôi. Còn trong trường hợp mà chúng ta có nhiều sản phẩm thì chúng ta có thể chạy trên một page được, nếu như cái page đó nó đủ độ rộng, đúng không? Chẳng hạn như bây giờ tôi lấy một cái là chúng ta nói về cái vấn đề là độ rộng của ngành, đúng không? Thì tôi có một cái page là đồ gia dụng đi, thì tôi chạy cái gì liên quan đến đồ gia dụng chả được, đúng không? Tôi chạy chảo, xoong nồi, niêu bát đĩa, rồi thì máy hút bụi, rồi tất cả mọi thứ liên quan đến đồ gia dụng, thì tôi chạy cái gì chả được. Thậm chí nó chả liên quan đến đồ gia dụng tôi vẫn chạy được cơ mà, đúng không? Vậy thì cái việc mà đặt tên page, việc định hướng sản phẩm, định hướng cái cách chúng ta làm kinh doanh, nó sẽ quyết định đến cái vấn đề là chúng ta chạy quảng cáo như thế nào và chúng ta có nhiều page hay không. Còn trong trường hợp mà các bạn đặt tên page theo dạng sản phẩm, chẳng hạn như bây giờ tôi có một cái sản phẩm là bổ gan ABC, tôi đặt tên page là như vậy, thì không thể nào mà tôi lấy cái page bổ gan ABC để tôi chạy cho một cái sản phẩm liên quan đến đồ gỗ nội thất được, đúng không? Vậy thì nó là lệch tiệp khách hàng, và khách hàng họ sẽ thấy sự nghi ngờ và có cái gì đó sai sai, thì tỷ lệ của chúng ta nó sẽ bị giảm xuống, tỷ lệ chốt của chúng ta giảm xuống. Chúng ta phải cân nhắc cái này để trả lời được câu hỏi là cần bao nhiêu page. Rồi, cái thứ hai là cần bao nhiêu tài khoản. Thì nó lại cũng là một câu là tùy. Tùy ở đây là gì ạ? Thứ nhất là bạn có sức để nuôi không? Chúng ta vẫn nói về cái vấn đề là nhân sự. Ngoài nhân sự ra thì khi mà chúng ta đụng vào tài khoản quảng cáo ấy, thì chúng ta cần có tài khoản ngân hàng. Đó. Chúng ta cần phải có theo dõi hiệu quả, đúng không? Không thể nào mà chúng ta chạy chục cái page, chục cái tài khoản, mỗi cái tài khoản chúng ta chục chạy nhóm quảng cáo thì làm sao mà chúng ta theo dõi được? Thì chúng ta phải phụ thuộc vào cái việc là chúng ta quản lý được không? Vì khi mà đã nói đến tài khoản quảng cáo thì nó lại khác với page, bởi vì tài khoản quảng cáo nó mang tính chất cá nhân. Cho nên là tôi chỉ nói rằng là chúng ta có sức để nuôi nó, để chăm nó, để quản lý nó hay không. Nhưng gì ạ? Cần nhiều tài khoản dự phòng. Điều này là điều chắc chắn luôn. Bởi vì càng ngày cái việc chạy quảng cáo không phải chỉ Facebook đâu. Khi các bạn chạy TikTok hay là các bạn chạy Google cũng thế. Có rất nhiều ngành nghề nó khó và nó quật cho tài khoản của chúng ta chết liên tục. Vậy thì chúng ta phải cần rất nhiều tài khoản dự phòng. Ví dụ như tôi chạy quảng cáo thì tôi chỉ chạy khoảng 3-4 sản phẩm thôi. Nhưng mà cái lượng tài khoản tôi dự phòng không bao giờ dưới chục cái tài khoản các bạn. Chúng ta có thể sử dụng VIA, chúng ta có thể sử dụng nick tự nuôi để tạo tài khoản, chúng ta có thể sử dụng BM, chúng ta có thể sử dụng bất kỳ một cái kế hoạch, một cái chiến lược nào để dự phòng rất nhiều tài khoản để chúng ta có thể chạy quảng cáo. Và nhân tiện đến nói cái việc BM thì có nên dùng BM không ạ? Có nên dùng BM không? BM là Business Manager, tức là cái tài khoản quảng cáo của doanh nghiệp ấy. Thì chúng ta có nên dùng không ạ? Thì cái câu trả lời của tôi ở đây là cũng tùy. Tùy là gì?
Ví dụ như bây giờ tôi chạy một cái sản phẩm mà có tỷ lệ chết tài khoản cao, chẳng hạn như một cái công ty về dược phẩm đi, thì một tuần nó có thể chết tới 3-4 cái tài khoản. Vậy thì cái BM của chúng ta, cái nơi mà cầm rất nhiều tài khoản của chúng ta, nó sẽ bị chết lây đúng không? Nó chết lây tài khoản thì rất là khó để chúng ta có thể cầm cự được. Và nuôi được một cái tài khoản nó không phải là dễ. Một cái tài khoản BM nó bắt xác minh doanh nghiệp này kia, khi mà nó gặp vấn đề nó bắt xác minh rất là mệt. Và chúng ta xác minh xong nó chết, và nó chết cả dây tài khoản thì cực kỳ mệt. Cho nên là nếu như cái ngành của các bạn mà khó thì các bạn không nên dùng BM để cầm nhiều nick. Chúng ta vẫn tạo BM để chạy quảng cáo nhé, nhưng mà chúng ta không dùng BM để cầm nhiều nick. Mà chúng ta, tôi thì tôi thường chạy bằng nick cá nhân luôn cho nó nhanh, bởi vì cái ngành của tôi nó chết rất là nhanh. Đó, chúng ta cũng tùy vào nó. Nhưng mà các bạn phải nhớ rằng là đã chạy quảng cáo thì chúng ta xác định là chúng ta phải có nhiều thẻ và nhiều tài khoản. Rồi, cái vấn đề tiếp theo này là cái vấn đề là chúng ta có dùng, có nhiều via, nhiều nick và có dùng backup không? Thì câu trả lời của tôi là cũng tùy. Nhớ là riêng về phần này thì chúng ta cũng tùy. Khi nào thì chúng ta cần backup ạ? Khi nào cần backup? Thì khi mà một cái tài khoản của quảng cáo của bạn có một cái ngưỡng chạy quảng cáo lớn, lớn là bao nhiêu thì nó lại phụ thuộc vào cái việc là các bạn quan niệm thế nào là nhiều. Ví dụ như với tôi là một cái tài khoản mà nó có thể cho phép chúng ta chạy nợ khoảng 5 triệu trở lên thì nó là nhiều rồi. Chúng ta nên backup nó để đề phòng trường hợp là cái nick hay là cái via mà chúng ta cầm cái tài khoản đó nó gặp vấn đề liên quan đến xác minh danh tính chẳng hạn. Thì gần đây nó có rất nhiều cái vấn đề liên quan xác minh danh tính, thì chúng ta phải có backup để chúng ta giữ lại cái tài khoản đó. Nhưng mà một cái tài khoản mà chúng ta có ngưỡng thấp chẳng hạn như nó chỉ có ngưỡng là 200.000 hoặc là ít hơn, thì cái việc backup của chúng ta nó là vô nghĩa, đôi khi là nó chết luôn cả con via nữa. Rất nhiều người dạy cho chúng ta những cái thủ thuật, ví dụ như là sử dụng cái nick tháng 902 hay là sử dụng cái via bị chết rồi để mà cầm những cái tài khoản đang sống. Cái đó là tùy thủ thuật thôi, nó tùy từng thời điểm các bạn ạ. Các bạn đừng có nghe nhé, là gì ạ, tất cả những cái thủ thuật để lách, để chèn vào những cái sơ hở ấy, thì sớm hay muộn nó cũng sẽ bị fix. Và những cái thông tin mà các bạn đọc được đâu đó ở trên mạng đôi khi nó không đúng với các bạn, cho nên là các bạn phải cực kỳ cân nhắc về cái việc là đọc những cái thông tin nó mang cái tính chất thời điểm. Ví dụ như là có người sẽ nói rằng là bây giờ phải chạy via cá nhân thì nó mới hiệu quả, chứ chạy BM không hiệu quả đâu. Hay là có những người nó sẽ nói là tầm này thì phải sử dụng BM, nhưng mà mỗi BM chỉ cần một via thôi. Hay là có người sẽ nói rằng là bây giờ phải dùng via Philippines thay vì via Việt Nam. Hay là có người nói rằng là bây giờ via thì phải có xác minh số điện thoại, phải tương tác thường xuyên, này kia kia nọ. Thì tất cả những cái kiến thức đó nó đều mang tính chất thời điểm các bạn nhé. Chúng ta chỉ nên nghe những cái thứ nó thuộc về mặt chân lý thôi. Đó, thì cái việc chúng ta backup hay không thì nó phụ thuộc vào cái tài khoản. Cái thứ hai nữa là cái độ tin tưởng của cái via mà chúng ta sử dụng để cầm cái tài khoản của chúng ta. Ví dụ như cái via của chúng ta để mà sử dụng để backup tài khoản ấy, nó được xác minh danh tính rồi, nó uy tín rồi, thì các bạn có thể cân nhắc để chúng ta cầm. Còn nếu như chúng ta mua một cái via nào đó mà chúng ta cảm thấy nó không ok lắm, mà chúng ta cứ cố tình để chúng ta nhét vào làm cái tài khoản dự phòng ấy, đôi khi nó lại còn khiến cho cái tài khoản chủ của chúng ta bị chết cơ. Cho nên là các bạn cần phải cân nhắc. Và thông thường nếu như một cái tài khoản lớn của chúng ta ấy, thì chúng ta nên sử dụng 2 hoặc 3 cái via được xác minh danh tính rồi để cầm nó, để giữ nó, đề phòng trường hợp là cái tài khoản của chúng ta bị bay màu. Đó là những cái mà chúng ta cần phải lưu ý. Và như vậy thì trong video này tôi đã cùng các bạn đi tìm hiểu về 3 cái câu hỏi vô cùng quan trọng ở bên trong cái quá trình chúng ta chạy quảng cáo, nhất là những người mới bắt đầu. Cái thứ nhất là có nên test nhiều nhóm quảng cáo không này. Cái thứ hai là bao nhiêu tiền một tin nhắn, bao nhiêu tiền một kết quả là tốt này. Cái thứ ba là chúng ta cần bao nhiêu page, cần bao nhiêu tài khoản và cần bao nhiêu via để chúng ta có thể chạy quảng cáo một cách ổn nhất. Trong video tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhiều hơn về những cái câu hỏi khác. Tuy nhiên thì cái lượng câu hỏi mà tôi có thể trả lời được nó phụ thuộc vào cái việc là các bạn có gặp phải những vấn đề mà các bạn muốn tôi chia sẻ và giải quyết hay không. Các bạn đang gặp phải vấn đề gì thì các bạn cứ mạnh dạn bình luận ở phần bên dưới của video này, vì khi mà chúng ta làm quảng cáo ấy thì chắc chắn là chúng ta sẽ có nhiều vấn đề chứ không phải là vấn đề của riêng ai cả, cho nên là các bạn đừng ngại về vấn đề đó. Và tôi là một người mà luôn luôn sẵn sàng chia sẻ tất cả những cái gì mà tôi biết cho các bạn. Tôi không hề giấu nghề các bạn
xem các cái video chia sẻ của tôi thì tôi không giấu gì cả, bởi vì là tôi cũng không sống chết với cái nghề quảng cáo này. Nhiều bạn cũng biết rồi, tôi có rất là nhiều hệ thống khác nhau, ví dụ như là hệ thống đào tạo đồ họa này, tôi có hệ thống kinh doanh riêng, kinh doanh đồ gỗ này, tôi có làm cho rất nhiều công ty liên quan đến dược, liên quan đến tập gym, liên quan đến du học, thì tôi cũng đã làm rất nhiều như vậy. Cho nên là cái việc mà một chút cái kỹ thuật về chạy quảng cáo nó không phải là vấn đề để tôi có thể che giấu cái gì cả. Cho nên là các bạn cứ mạnh dạn để lại ở phần bình luận bất kỳ một câu hỏi nào mà các bạn mong muốn tôi trả lời, mong muốn tôi chia sẻ, và tôi sẽ đọc. Có thể tôi sẽ không phản hồi phần bình luận, nhưng mà tôi chắc chắn với các bạn rằng là bất kỳ một bình luận nào tôi cũng sẽ đọc. Và nếu như câu hỏi đó đủ hay mà là vấn đề của nhiều người thì tôi chắc chắn sẽ làm một cái video để phản hồi cho các bạn trong thời gian tới. Nếu như bạn thích cái cách mà tôi chia sẻ thì bạn đừng ngần ngại cho video này một like, nút share để chia sẻ video này với đến bạn bè của mình. Trong trường hợp đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm kênh Tốt Kiến Thức thì bạn đừng quên ấn nút subscribe kênh, bật nút chuông thông báo để theo dõi các video tiếp theo hay ho hơn vì nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan đến marketing, thiết kế, kinh doanh, thủ thuật phần mềm và rất rất nhiều những kiến thức hay ho ở trên kênh nữa. Rồi, video này đến đây thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem hết video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào.